Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục test game trên kênh tư vấn mua điện thoại. Hôm nay mình sẽ vừa quay màn hình vừa test game Free Fire trên chiếc máy LG G7 Thiên Quy với con chip Snap 845. Chiếc máy này có hai phiên bản RAM 4GB bổ nhớ trong 64GB và RAM 6GB bổ nhớ trong 128GB, được bán trong mức giá tầm là 3 triệu cho đến là 4 triệu. Chiếc máy này có dung lượng pin khá là khiêm tốn, chỉ là 3000mAh, có sạc nhanh nha anh em. Kích thước màn hình 6.1 inch. Trước khi vào game Free Fire thì mình cũng sẽ bật phần mềm quay màn hình. Mình sẽ bắt đầu luôn này. Bây giờ thì mình sẽ bấm thời gian load vào game. Chúng ta mất 16 giây để load vào game. Mình sẽ kéo phần mềm quay màn hình ở phía trên này cho anh em dễ thấy. Nó vẫn là đang chạy thời gian. Còn bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt đồ họa. Về đồ họa thì mình sẽ cài đặt max setting rồi. Mình đang ở trong phòng chờ. Mình sẽ bật to tiếng hơn một xíu này. Trong phòng chờ thì sẽ có một vài tình huống khửng nhẹ. Vì phòng chờ luôn luôn là đông người nên các tình trạng khửng khó thể tránh khỏi rồi. Có vẻ như vừa quay màn hình vừa chơi thì nó load map hơi bị delay nha anh em. Mình sẽ nhảy luôn đi. Lúc nhảy dù ra thì có khửng nhẹ nhưng mà không sao. Không hiểu sao tự nhiên mình lại có con đại bàng. Tự nhiên được cả Garena cho hả ta? Hay là ai cũng được? À hình như là ai cũng được. Lái xe em. Ui dạ, bắn một phát lên nóc nhà luôn ạ. Đúng là lên nóc nhà là lên nóc nhà. Bắt con gà là bắt con gà. Ui dạ, mù mắt tôi đi ạ. Tự nhiên có một thanh niên chạy ngáo vậy. Lên nóc nhà phát là đúng bắt được một con gà luôn ạ. Súng đâu? Tiếng súng ở đâu vậy? Thanh niên chết đi thôi. Ở trên cao này, quan sát cho nó dễ. Gặp thanh niên nào là mình bắn luôn. Đợi tôi với. Ây. Hai thanh niên kia này đi rồi. Mình sẽ đi bộ vậy. Úi. Đầu này có địch này. Úi giời ơi. Đồng đội ơi, tôi đến giúp bạn đây nè, đừng có giết đồng đội của tôi. Mẹ đéo hiệu nổi, bắn vậy. Bắn vậy mà không chết nữa thì mình cũng thua. Nguy hiểm VL, thanh niên này còn đồng đội nữa. Úi da, vừa có một tình huống khửng nhẹ. Nhưng mà không sao. Có địch này. Thanh niên sao lại ở đây?
đến đây mà nộp mạng sao? Úi, không chết nữa thì hai tên nè, còn một tên nữa. Ra đây nào nhóc ơi. Ui giặc, khá là fail luôn này. Clear được một team luôn ạ. Mình sẽ lên xe tiếp tục đi thôi. Theo mình thấy thì khi vào game vừa quay vừa chơi thì vẫn rất chi là mượt nha anh em. Úi, thanh niên. Ấy ấy, gì đấy, gì vậy, gì vậy, gì vậy? Gì vậy? Chỉ còn lại là team mình là còn 3 người, vậy là còn 7 thanh niên cuối cùng. Trận này thì mình cũng sẽ cố gắng đạt top 1. Đi nào. Ấy. Thanh niên chết luôn rồi. Ui ui ui. Cứu. Bắn rát vậy bạn ơi. Suýt nữa thì toang rồi. Suýt nữa thì toang rồi ông giáo ơi. Thanh niên bắn mình ở đâu vậy ta? Mình không thấy ở đâu luôn ạ. Ở dưới này, ở dưới này. Sao mình không thấy địch ở đâu vậy ta? À thấy rồi, thấy rồi. Khá là cay đấy. Lại đây con lợn này. Lợn này bắn tao nè, bắn tao nè. Ra đây đi. Sao tiếng súng ở đâu nhiều vậy ta? Ui giời ơi, bắn rát thế bạn ơi. Pha này toang đồng đội mình rồi. Khó có thể cứu được này. Con lợn này nấp sau cục đá ghét vậy nhỉ. Điên quá rồi, mình sẽ lại khô máu luôn đấy. Úi. Thôi xong rồi, còn 3 người nữa. Tức là chỉ còn một thanh niên cuối cùng nữa thôi. Không biết có cứu được không ta. Mình nghĩ là không cứu được rồi. Ok, thì mình cũng chết luôn rồi. Mình vừa chơi được tầm là 17 phút thì mức pin còn lại là 80%. Tức là lúc đầu là 92, nó tụt xuống còn là 80%. Theo mình thấy thì vừa chơi Free Fire vừa quay màn hình trên chiếc máy LG G7 Thin Q này rất chi là ổn luôn nhé. Tuy là khi load map nó có hơi bị delay một xíu, nhưng mà khi vào trận thì không có tình trạng là khửng hay là lang gì hết. Rất chi là ok.
Trên đây là một số nhận xét của mình về khả năng chiến game Free Fire trên chiếc máy LG G7 Thin Q này. Nếu các bạn có ý kiến nhận xét gì thì có thể là comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Đừng quên nếu thấy video hay thì cho mình xin một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em.